Đây là cái ngôi mộ cũng là xây năm 1933 nè, nhưng mà nó chưa lớn bằng cái ngôi mộ sắp tới mình quay. Người thấy không? Ở đây là cũng được người ta tu sửa rồi, những cái vết tích xung quanh là nó bào mòn theo thời gian rồi. Và những cái trụ ở dưới là bằng đá nha, ở cái trụ mà bình bông á bằng đá, cây cỏ một bao phủ hết. Giờ mình qua kia để quay cái chính cho mọi người xem. Nhìn thấy thiệt sự mà nói là nó khác ha. Cái bia nó rất là khác so với cái của mình mà mình quay ngày trước luôn. Ở đây khung cảnh xung quanh, cái này buổi chiều vô là cũng còn hoang sơ nha. Tuy là bây giờ là thời buổi giờ rồi, cái tâm linh thì nó cũng ít lắm và không còn, nhưng mà buổi chiều vô cũng ớn á. Cây cối bao phủ rất nhiều khu mộ lạ. Mọi người mà theo dõi video này thấy cũng hay lắm. Và bên đây là có những cái ngôi mộ cũng rất là lâu. Dạ tao ông, ngày đây có cái mộ, có cái tấm bia chữ rất là chữ. Anh nghĩ cái này là thời Nguyễn luôn chứ không có giỡn đâu. Tại vì nó lâu đến mức mà cái đá mà nó mục rồi mà. Bên đâu có cây thánh giá. Ở trong đây là của bên công giáo không à. Công giáo không à. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Nè. Cái này em đặt này. Cái khu mộ này mộ cổ đúng không? Ờ mộ cổ này. Mà bây giờ được được người ta đã tu bổ rồi. Thật ra khu mộ này ngày xưa nó hay lắm, nó không giống gì đâu. Và sau này được tu bổ. Và đây là một ngôi mộ cổ nha. Ở đây là linh mục Nguyễn Thế Minh, cháu tám đời kính tổ tái mộ. Là cái ông này chắc là cháu tám đời quá. Này, theo chứ phải cái hình ổng này có thể là có từ năm 1808 thời Gia Long kìa. Thì cái lúc đó là cái họ đạo Búng là chỉ là cái phôi thai thôi, chưa được hình thành cái họ đạo. Mọi người thấy qua cái máy của mình, qua cái điện thoại nhìn rất rõ nha. Nhưng qua cái máy đó mọi người thấy là nó, trời ơi, nhìn khu mộ này anh nghĩ lâu lắm rồi á. Cái năm mà 1869 là cái năm mà bắt đầu thành lập cái họ đạo Búng á. Khi mà người dân với lại cha xứ đến đây định cư. Năm 1800 bao nhiêu? 69 à? 1869. Nè, năm 1869 này là cái năm này là bắt đầu là hình thành nên cái họ đạo Búng á, khi mà cha đã đến đây rồi người dân đến định cư á. Anh nghĩ tấm bia này là cũ luôn nha. Tấm bia cũ á, là mộ này trùng tu lại mà. Đúng rồi, trùng tu lại thôi. Đây là cũng là một ngôi mộ cổ nha, cũng hơn 100 năm rồi mọi người. Là của một vị cha xứ. 200 nha anh. Ờ, 100 à, 100 mấy à. 1869 mà. Và sau này thì cái bia thì bằng đá xanh luôn, cao. Mình nghĩ mộ này chắc trước cũng cao lắm. Nhưng mà có do... đây là mình chữ hoa. Chữ này là hán nôm cổ á. Mà hán nôm nó cũng, nếu trên năm thì nó cũng là cái kiểu như mình quay thôi chứ không đến mức cổ. Và đều cái chữ của Trung Quốc á, mình dịch biết xong được không, có chữ phồn thể, chữ giả thể gì á. Và cái chữ ngày xưa thì nó khác hơn chữ bây giờ, nên đa phần là mình không có dịch được. Nhiều người kêu lấy Google dịch nhưng mà cái dòng chữ nó không dịch được. Linh mục Thế Minh, cháu tám đời. Có những khu mộ nằm sát dưới đất luôn, nó chìm hết rồi và cũng được con cháu sau này người ta làm lại. Bên đây có ngôi mộ anh thấy đẹp lắm nè, mà có những cái bia đá thì hay lắm. Cái mộ mà có cái hình đúng không? Đúng, mà có cục đá. Mấy nghi trang đất thánh người ta xây dựng cũng hay á, nó có nhiều điểm cũng khá là, ở bên Phật thì khác, ở bên người thường thì cũng có kiểu khác. Rồi bên đây mình vô vậy cũng giống như là bên nghi trang lá thiêu á, nhưng mà ở đây nhìn nó sạch sẽ hơn, ủa chứ nó đẹp hơn. Và đây là của một cái vị nào không biết đâu, gọi là John Ngô Công Đức. Ông sinh năm 1000
ngày 29 tháng 11 năm 1936 và mất ngày 22 tháng 7 năm một ngày 22 tháng 6 năm 2007. Này chắc đức cha rồi. Chắc dữ quá. Tôi là tiếng vang trong rừng vắng, thánh cho an như một võ sĩ già gánh đời lên vai và xuống núi, chúc cho gánh đời của thế hệ sau nặng trĩu với hai chữ tài và đức. Anh nghĩ là cái vị này chắc ở trong cái đây cũng là một người có chức có quyền gì ha, không phải có chức có quyền nhưng mà trong cái nhà thờ chắc có thể họ là cái chức gì đó. Chắc và em cũng nghĩ là do linh mục của anh, do linh an là linh mục à? Gì hả? Mọi người biết mình ở bên công giáo thì mình không có biết nhiều, nên là khi quay được là có một cái một số mình cũng nói sai nữa nha, mong mọi người thông cảm cho, tại vì bên đây thì mình cũng chưa tìm hiểu nhiều nữa, tại mình cũng không phải là người công giáo nên là đa phần là quay lên để mọi người thấy, chứ còn để mà nói luôn thì nó sai cả đống rồi, mọi người chửi mất công lắm. Ở đây là Mít En Ngô Văn Thành, một khu mộ khá đơn giản, giống như là một cái quan tài nằm thôi. Này cái mộ đá này bự gì? Trời ơi, bự mà bị hình như lấy cốt rồi. Có khu mộ này nhìn tâm linh ghê không quý? Nè, đây này, trước mặt nè, nhìn tâm linh ghê. Đây hả? Có cây ổi. Một cái ổi trái sai. Ổi trái quá trời trái luôn. Ôi, trái kìa. Cái ổi này chín hồng quá. Ở khu mộ có một cái bảng nữa. Em lấy cái tay em dỡ lên coi quý. Tại cầm tới hai mấy là dỡ không được. Cái này coi cái cụ nào ở đây à. Nguyễn Văn Bỉ. Cái cách xây của họ nhìn thấy ha. Giống như là công giáo người ta làm đơn giản lắm. Không, anh thấy không phải là đơn giản đâu á, cũng ấy á. Đừng có ăn. Và còn một số khu mộ nữa rất là đẹp, mọi người là coi video này cố gắng theo dõi cho hết nha. Tại vì thật ra những cái kênh của mình đa phần quay á là mình để cái hay đoạn cuối đó. Một số bạn thì để chấp nháy những cái hay á, thường là bên ngoài giống như phần giới thiệu đó. Còn mình thì ít khi lắm, tại vì mình quay sao để vậy cho nó tới cuối video mà. Nên là nếu mà mọi người mà coi đoạn cuối đó thì có thể thấy được tất cả những cái gì có trên hình ảnh, cái hình thumbnail mình để chứ không phải không có nha. Do mọi người không có chịu khó coi, dù mọi người kêu tại sao không có, chứ còn đa phần đều có cả. Và trong đây có đặc biệt là có hai ngôi mộ cái thời đó, mình nghĩ là thời Pháp, mà nhìn nó hay lắm kìa, nó xây kiến trúc hay lắm. Nó giống như là một cái ngôi mộ của ông quan ở Hóc Môn mà mình quay vậy. Đó, mọi người thấy cái bia như thế này nè. Và nó chìm dưới rồi. Đâu phải là ít đâu. Và cây thánh giá, ở đây người ta ghi phụ luôn là Võ Văn Vị như gì đó. Trong cái khu này như em chưa hiểu là có cái ngôi mộ ông bà Hưng với lại Định đó. Cái người mộ đó lấy rồi. Mộ lấy. Lấy rồi nhưng mà em biết sao không, là lúc đó người ta lấy người ta cũng chỉ còn cái ấy không à. Vậy vậy ở cái lấy thiêu là đặt cho có một cái phường tên là phường Hưng Định đó. Bên đây có dòng chữ này hay lắm, là viết đó. Thờ ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích chữ kho báo. Ở bên công giáo nha, nhưng mà mình thấy câu này cũng hay á. Bên đạo Phật người ta cũng là chỉ giảng là thờ cha kính mẹ, và đây cũng gì là ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích chữ kho báo. Khu mộ Nguyên ai sống thì tin ta sẽ không phải chết bao giờ. Cái này buổi chiều á, những bài hát, cái mấy bài hát mà em nghe mà cái bolero hoặc thì trước năm 75 của những ca sĩ hay ngồi hát á, vô đây á, nghe buổi chiều mà hoặc là như là thành phố buồn nhớ không em nữa, tự nhiên sao nó hợp với những mấy cảnh này lắm nha. Cùng cảnh. Đây là những khu mộ khá lâu, mình không xác định được mộ cổ hay không,
nhưng mà nó đó là nó chìm dưới mặt đất hết mọi người. Và đây là một cây thánh giá này đó. Ở đây là để giết cha Nguyễn Văn Bình, con Nguyễn Thị Hưng, con Nguyễn Văn Định. Và đây là cái người này là khai khẩn mà gọi là người tiền ra cái chỗ này á, cái chỗ mà nghĩa trang này á. Là hình như là nghe nói là cái ba người này là chôn ở đây đầu tiên á. Xuân Cúc Thu Đạo Hưng Định Địa Vinh Thuê Vô Hạng Hoàng Đường Kim Á Định Gia Mục Lê Hữu Thời Lai. Ở đây là có một cái bức ghi là ông Bình, bà Hưng, ông Định, làng Hưng Định, hơn 200 năm nay cái búng ở vùng đây là vùng sinh lầy, thì ở giữa làng An Thạnh, Bình Nhâm, Thuận Giao. Ông Bình từ miền Trung vào chọn nơi cao vùng đất thánh này ngày nay và lập cư tại đó. Ông vi tụ dân chúng đến và đặc biệt là anh em vùng miền Trung khắc phục sinh lầy, làm nhà và canh tác. Khi có số đông người, ông Bình trình lên tỉnh xin thành lập làng với hai cái tên, đó là làng Hưng Định và chánh viện chấp nhận, triều đình ban sắc thần là đình thần tọa lạc tại ấp Hưng Lộc là ông Bình, gọi là ông cả đầu tiên. Còn họ Đạo Búng là trong trong dân số đông là người Công giáo, nền móng đầu tiên của họ Đạo Búng, ông chùm đầu tiên là ông Bình. Cha là, sở đầu tiên là họ Đạo, là cha An Tôn Võ, cha xây dựng nhà thờ năm 1888. Còn tồn tại tới ngày nay, cha Martin Nghi sinh năm 1901, mất năm 1916. Em thấy nhà cha sở mà em thấy hay không? Thật ra khi mà đi cũng mấy cái nhà thờ rồi mấy cái chỗ mà nghĩa trang của bên Công giáo phải không? Mà anh thấy là nên để nè, một cái này để cho người ta đi và ta biết đúng không? Đúng. Biết cái nguồn gốc những cái người ra, anh thấy rất là hay luôn. Và đây là có phải là ngôi mộ không ta? Anh thấy đây là giống như một ngôi mộ luôn nè. Cho cốt á. Nghe nói là bốc mộ rồi. Và có thể là đây là ngôi mộ của cha rồi hai con luôn ha. Cha là Nguyễn Văn Bình và hai con là Nguyễn Thị Hưng và Nguyễn Văn Định. Và có thể đây là cái ngôi mộ mà người ta lấy vào người ta chôn tại đây luôn, ngay cây thánh giá luôn. Ý nghĩa chứ bộ. Ý nghĩa. Bởi vậy em đừng đứng gần anh quá. Bởi vậy mà khi mà các bạn đến với lại Lái Thiêu Bình Dương, mà các bạn đến với phường Hưng Định á, thì các bạn sẽ biết được cái nguồn gốc của cái phường Hưng Định là cái người ông Nguyễn Văn Bình là cái người đầu tiên khai phá ra cái vùng đất. Em đứng ngang anh thôi, đừng có đứng phía trước anh xíu, là quay là đều hết. Khai phá ra cái vùng đất Hưng Định anh ha, là ông cả cả làng á. Thì ai mà ở chợ Búng thì chắc cũng nhiều người cũng không biết là gốc tích của cái vùng đất của mình sinh sống. Thì qua đây cũng là để quay luôn, để cho mọi người biết. Đây là ngôi mộ cũng khá lâu này. Ở trong có một miếng đá, miếng năm nào. Năm 1925. 99 năm, gần trăm năm rồi. Mình sẽ tìm rất nhiều nha, rất nhiều khu. Và còn một cái nữa đặc biệt mình đang rất là tâm huyết để mà tìm ra, nhưng mà không chưa tới được. Năm tạ thế 30/4 năm 59 51. Ủa vậy những ngôi mộ này cũng không phải là cổ nha. Nếu mà 51 và nó sụp xuống kiểu này là có thể những ngôi mộ này cũng vài chục năm thôi, đúng không? Anh em phát hiện ra một cái điều là có thể là hồi xưa là sau cái thời Pháp là Pháp trồng cao su đây nè. Anh thấy mấy cái cao su bự không? Đó. Ủa cái này cao su à? Hồi nãy giờ anh đi anh dặm rớp rớp em nghe âm thanh em quen ha. Anh thấy cái trái này anh cũng thấy ở cái ủa sao quen người ta. Tại hồi anh đi bộ đội Đồng Nai á là anh có lượm cái trái này nè. Đúng rồi. Nè, cây này có hơn cả trăm năm á. Cạo mũ. Không có mũ đâu, cao su này lâu năm lắm nha. Cái da nó dày lắm. Đúng rồi. Cái cao su này nhìn lên mới phát hiện ra nè. Nè, nguyên một hàng luôn nè ha. Từ đầu kia tới nguyên hàng luôn, tay giữ luôn. Thằng Quý phải đứng một góc trái anh không à. Đứng ngang ngang vậy là quay xong nó đẹp hơn. Không phạm hình ảnh. Và đây là một cái ngôi mộ em thấy ồ kỳ quá. Quý em coi. Em coi kỳ quá quý.
ở trên cái thánh giá đó, có hình giống như một người phụ nữ luôn mà kỳ lắm, không biết là mình đi vô vòng có đó phải là hình không ta, cái hình đó anh phải không, phải hình không, cái hình đó. Ủa sao nhìn nó kiểu hay hay à. Đây nè mọi người, bên đây là có hai khu mộ lầu mà trên đây có hình thánh giá này, mình đi ngang qua phải khuôn mặt không, khuôn mặt của Chúa Giêsu hả, đúng không, là của người phụ nữ rồi, giống như khuôn mặt của Chúa Giêsu á, Chúa Giêsu phải không, đúng rồi, khuôn mặt của Chúa Giêsu à. Chứ đâu có mà đâu có được in cái hình lên thánh giá, thánh giá đâu gì hả, đúng không. Ồ bên kia có một mộ hay lắm kìa. Đi đi, hôm nay là anh với mày không biết video này ai coi không thì mình cũng không có cần thiết. Thật sự mà nói là ai coi được thì mình mừng, còn không coi được thì thôi. Nhưng mà mọi người biết không, cái kênh, mấy cái kênh mà về như mình quay ít lắm, ít người coi lắm, nên mình quay là đa phần là do cái sở thích đó mọi người. Khi thấy một cái gì đó đi qua đây cho tình vắng đấy, khi thấy cái gì nó là lạ tự nhiên là mình thích. Cái này là lần đầu tiên anh em mình vô trong cái khu nữ tiên hòa đạo bún luôn á, chứ còn nghe hòa đạo bún chứ chưa có tìm hiểu về cái hòa đạo bún này. Chứ nói cho lâu giờ nhiều người đây nè, khu mộ này cũng anh nghĩ chắc cũng thời Pháp không ta, năm 1917 rồi, đúng rồi, cũng là trăm năm rồi. Tính giờ ở đây là ở đây nè, khu mộ đá xanh nè, quý nè, không lên điện thoại nó nét cực kỳ luôn mà cái kiểu bình này giống như cái mấy cái bình mà hồi lúc mình quay mộ ông chồng một chồng tử ca á, đúng rồi. Mà cái gạch này, gạch men này có phải người ta xây lại thêm không ta, gạch men này sau anh này nghĩ người ta dán á, đúng không, ta dán lại sau này á, anh nghĩ người ta dán lại chứ không là nó phải cũ lắm nè, nó xi măng thôi, nếu mà cũ là nó giống như ở trên này mà, không đúng rồi. Em tới em đọc tên thử cho coi cái vị nào rồi biết. Năm 1917, hơn trăm năm. Làng Hưng Định, tại họ Bún, Thủ Dầu Một. Hồi xưa là họ Bún là thuộc Thủ Dầu Một. Trên đây là nhiều khu mộ, nó phải mà mình biết về gốc tích ở trên đây nhiều nhiều á. Mình nói là chắc hay lắm. Thật ra là mình đi tìm hiểu thì đa phần là quay cảnh là nhiều. Hai nữa là nó mới mẻ, có nhiều cái mọi người kêu sao không tìm hiểu. Cho mình bất ngờ này, bất ngờ kia. Mọi người nói là kêu sao không tìm hiểu trước khi quay. Ngày xưa đi anh đi quay nhà cũng vậy, hoặc là quay ấy cũng vậy. Trời ơi, ta đi ta gặp đâu ta quay đó chứ ai đâu biết. Chỉ có đi tìm một số chỗ vị trí là mình có sẵn á, là mình tới á, thì mình còn tìm hiểu. Chứ còn là đi trên đường đi là gặp cái gì quay cái đó, mọi người là cái kêu là tại sao lại không tìm hiểu trước khi quay. Trong khi đó nó xảy ra cả trăm năm rồi, nó không phải là mới mẻ gì mà làm sao mà tìm hiểu cho được. Và hơn nữa có hỏi những cái người mà già già, thật ra người ta cũng không biết đâu, chỉ có là truyền miệng qua lại với nhau, chứ ngoài ra làm sao mà biết hết được. Ở đây là có hai ngôi mộ cũng lớn. Ngôi mộ này để coi thử cô quý vị nào đây. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ sống cùng lại với người. Bên kia là cái bệnh viện hay gì to chứ ta? Anh có cái này hay cái đó. Ghế. Cái ghế này hình cái hình dài luôn. Nè. Ông cái này anh thấy hoài à, đúng rồi, người ta lật lên á. Ở bên công giáo người ta hay làm gì lắm, tại vì để chiếm diện tích á. Để đỡ diện tích đi. Cái mẫu này cũng lâu rồi ha. Có những ngôi mộ mà nó chìm luôn hay chứ đó. Em nghĩ là cái mộ bự gần kia nó cùng thời với lại cái mộ kính hồi nãy á. Đúng không? Đúng rồi nè. Ở đây là có mấy ngôi mộ. Nhưng mà sau này anh nghĩ làm lại. Và đây là một ngôi mộ của
của một cái vị mà lúc nãy mình quay mọi người, có linh mục Nguyễn Thới Minh đó, là con cháu tám đời tái lập mộ, là cái cụ này nè, là tái lập cái mộ này. Và bên đây nè, là không biết là cái mộ của ai đây, để là cái gì, nơi an nghỉ của Phao Lô Tín, sinh năm 1827 đến Hợi qua đời ngày 6 tháng 9 năm 1872, hương dương 45 tuổi. Trời. Ông giờ tính ra ông này mất sau vua Già Long. Ừ. Vậy là cái ông này mất cùng năm với lại cái ông mà Nguyễn Xuân Thục, Nguyễn Xuân Thục mà cái ông mà xây mộ cho vua Gia Long á, là cái năm này. Mọi người là bên đây chứng tỏ là ngày xưa người ta về không? Những cái tấm bia người ta làm là bia này bia cũ luôn nha. Trên đây người ta phục dựng lại thêm, người ta xây thêm. Anh nghĩ ngôi mộ ngày xưa người ta cũng làm cao lắm, chứ không phải như thế này đúng không? Và ở dưới đây là có thể là người ta tôn tạo lên và đưa cái tấm bia lên trên luôn. Nâng lên. À. Thiệt tình. Còn đây là em Quý Bò. Còn đây là mình. Qua đây Quý ơi. Những cái khu mộ nó chìm dưới, nhưng mà có những khu mộ cũng lạ lắm, không phải mộ cổ, nó còn 70-80 năm cái là nó là chìm luôn phía dưới. Đây, những cây thánh giá là nó gãy một phần rồi nè. Trong đất nung, gạch nung. Hai cái tay anh cầm hai cái máy mà mũi nó chích không dám gãi luôn. Nó ngứa. Nơi an nghỉ ngàn thu, Đào Nguyễn Kim Sa. Cái này một ngôi mộ bé. Đứng xung quanh đây là mộ nè, với hoa sứ trắng.